Chào các bạn nhé. Buổi trưa mình tranh thủ sửa hai cái thiết bị này. Thì một cái ấy, thì cái này là hơi độc một chút. Cái này nó ghi là DC contactor, cái này là nó là một cái dạng như một cái cuộn hút, tức là nó cấp cái nguồn DC 24V vào cái cuộn hút của nó ấy, thì nó tạo một cái lực để nó đóng một cái tiếp điểm này. Thì cái này trong máy công nghiệp thôi các bạn ạ. Do cái motor của nó không nhả phanh, thế là khi được cấp điện mà nó không nhả phanh ấy, thì nó nặng nên dẫn tới cái tiếp điểm này nó nổ hết. Nên mình đã tháo ra để mình xử lý. Cái này nó nằm ở trong một cái xe lưng điện, xe lưng chạy ắc quy của Nhật các bạn ạ, của một công ty mình đang làm. Thì buổi trưa mình sẽ cố gắng, mình sẽ xử lý cái tiếp điểm này ok. Và cái video này ấy, thì chính ấy, là mình sẽ sửa, hướng dẫn mọi người dò một cái mạch của một cái quạt trần của hãng Villawin, và cũng là đưa ra một cái phương hướng cho mọi người tự tự tìm được cái ban hỏng của nó các bạn nhé. Thì cái bo mạch này mình vừa mới nhận ở tại Thái Nguyên, bạn gửi này. Thì như các bạn bạn ấy xem một cái video mình sửa một cái bo mạch quạt trần này nên bạn ấy biết mình xử lý được nên bạn ấy gửi cho mình. Thực tế là bạn ấy đã lên trên mạng, bạn đã mua một cái bo mạch khác ở trên mạng bán ấy, nhưng cuối cùng về lắp mà nó không nhận điều khiển, thế là bạn ấy mới gửi cái bo cho mình để sửa. Thì cái bo của bạn ấy thì hình như cũng bị nhiễm sét. Bạn nào muốn xem cái video sửa về cái bo mạch y như thế này ấy, mà bị nhiễm sét ấy, có thể xem ở cái mục thẻ đề xuất trên cùng bên phải các bạn nhé. Còn cái video này mình sẽ dò mạch để cho chúng ta hiểu được cái cấu tạo của con cái mạch quạt trần của hãng Villawin. Thì khi chúng ta hiểu được cấu tạo ấy, thì chúng ta sẽ có cái hướng sửa chữa nó đơn giản hơn. Và mình cũng nói cho các bạn về một cái cách sửa một cái ban nó liên quan đến bị dò chiếc. Tức là con này nó đang bị lỗi là chứ cứ cấp điện ấy, là quạt không cần bật gì nó cứ quay lờ đờ các bạn nhé. Thì đây đây chính là cái sơ đồ mình trước mình đã vẽ qua của nó này. Thực ra nó là cái sơ đồ của một cái model khác. Model này thì nó có cả quận L2, quận chặn nhiễu của phần nguồn cấp trước. Nhưng mà cái bo mạch này thì mình thấy quạt trần dùng nhiều hơn từ cái bo từ cái mạch quạt trần rẻ tiền có điều khiển của Villawin, cũng như là cái mạch quạt là đắt tiền hơn một chút, nó cũng dùng cái quả cái điều cái mạch này. Thì cái mạch này mình có thể nói qua cho các bạn này, nó sẽ có một cái khối nguồn cấp trước, tức là điện áp AC vào nhé là 220 ấy, nó sẽ chia thành hai nhánh. Một nhánh nó sẽ đi vào một cái khối nguồn cấp trước để hạ cái điện áp AC 220 thành một cái nguồn DC rơi vào tầm khoảng 5V. Cái nguồn 5V này chính là nuôi cho các bo mạch điện, cho các con linh kiện điện tử này hoạt động chủ, và đặc biệt là chính là con IC vi xử lý này. Thì con IC vi xử lý này ấy, sẽ đưa các lệnh ra để đóng lần lượt 5 con chiắc tương đương cho 5 số tốc độ các bạn nhé. Thì cái nhánh thứ hai mà mình nói về cái hai AC 220 này, nó chính là cái nhánh đi qua các con chiắc này, nó sẽ cấp nguồn AC 220 vào cái motor để cho motor nó chạy, chính là cái quạt nó chạy các bạn nhé. Vì vậy mà để mà chạy được nó thì nó phải có một cái nguồn nuôi, chính là cái nguồn 5V đấy, để nuôi được cái mạch này, để cho mạch này hoạt động, để nó sẽ, chúng ta cứ tưởng tượng này, 1, 2, 3, 4, 5 con chiếc này coi như là 5, 5 cái khóa điện tử ấy. Thì cái khóa nào muốn mở thì do con IC vi xử lý này nó đưa lệnh ra để nó mở. Thì nó mở thì nó sẽ cấp nguồn cho động cơ này. Và nó cấp nguồn số 1 là mạnh nhất thì là tức là 220 cấp trực tiếp vào. Còn số 2 thì nó đi qua một cái đoạn giữa quặn dây này để hạ bớt điện áp xuống để cho nó chạy chậm. Số 3 thì lại đi qua cuộn dây dài hơn. Số 4 thì đi qua cuộn dây dài hơn nữa. Số 5 thì là yếu nhất, thì tức là cuộn dây dài nhất. Cái điện áp AC 220 vào nó được nối tiếp cấp cho quạt này, được nối tiếp bằng một cái cuộn cảm, một cuộn dây dài hơn thì là dẫn tới điện áp AC 220 ở hai đầu của quạt này, nó sẽ thấp, nó chỉ rơi vào khoảng 160 hoặc 170 thì nó sẽ chạy chậm nhất, số 5 các bạn nhé. Nguyên lý của nó là như vậy. Chúng ta để ý nhá, trên cái bo mạch này nó rất là bé và nó chả có cái phím điều khiển nào cả. Bởi vì nó là bo mạch lắp trên quạt trần, nó làm phía trên cao thì nên họ nhà sản xuất là không tính đến chuyện là lắp phím bấm cho nó. Nó chỉ có một cái mắt IR này các bạn này. Cái mắt nhận này này. Để nhận cái lệnh điều khiển từ cái con tủ cái điều khiển từ xa ấy, thì là nó sẽ có là khi chúng ta bật đấy, chúng ta ấn số 1 thì là con chiếc số 1 mở, tương đương quạt chạy số 1. Tương đương với số 2, số 3, số 4, số 5 cũng thế. Và chỉ có một nút tắt thôi. Tức là nó sẽ rời rạc từng phím số tốc độ ra các bạn nhé. Nó không chung như quạt điều khiển. Nhưng cũng không như cái quạt cây điều khiển nhé. Hoặc quạt quạt treo tường. Nó thiết kế kiểu kiểu vậy cũng có khá là hay. Như vậy là nó sẽ có con MCU này sẽ có 5 lệnh ra cho 5 con chiếc này nhé.
Bây giờ mình sẽ dò cho các bạn về cái khối nguồn của nó nhé. Cái khối nguồn này bạn nào muốn xem muốn hiểu nguyên lý thì cũng có thể xem cái video ở thẻ đề xuất trên cùng bên phải nhé. Mình đã từng phân tích về cái mạch này. Thì đầu tiên chúng ta sẽ để ý xem cái nguồn vào là nguồn nào này. Nguồn vào nó ghi chữ AC này, này và chữ COM này này. Thì đây chính là AC 220 vào đấy các bạn nhé. Mình lật ngược lại này. Thì cái đầu COM này này là cái đầu AC vào trong này và cũng là một cái đầu để nó đi ra, nó đi theo cái đường này này để nó đi tới một đầu của motor các bạn nhé. Đấy chính là một đầu, chính là COM đấy. Còn một đầu nữa này, AC nữa này, mình cứ tưởng tượng như là chính là dây L cao trên sơ đồ của mình nhé. Nó sẽ đi tới các con chiắc, các chân T1 của con chiắc. Thì đây các bạn để ý này, đây là một chân này, đây một chân này, một con này, hai con này, ba con này, bốn con này, năm con này. Đấy, năm chân T1 của con chiếc. Trên sơ đồ mình chỉ vẽ hai con thôi, bởi có ba con ở giữa nữa mình không vẽ nhá. Sau đó là khi có lệnh kích ở cực G ấy, từ con vi xử lý ấy, thì là con chiếc nào được kích thì nó sẽ được mở. Mình cứ giả sử con này mở nhá, con dưới cùng này này mở nhà này, con số 5 này mở này. Thì tương đương với là nó sẽ có lệnh kích ở tại chân G ấy, thì nó sẽ thông từ chân này tương đương với cái dây L ở T1 này. Xông thông sang chân T2 này. Sau đó là thường nó có một dãy điện trở 2 ohm là điện trở cầu trì các bạn nhé. Nó sẽ thông từ T1 này sang T2 này. Sau đi qua cái điện trở cầu trì 2 ohm ấy, nó đi tới đây thì nó tương đương nó đi tới đây này. Đi tới đây này, nó sẽ vòng vòng qua cuộn dây. Cái này cuộn dây nó lắp ở trên bo, bạn ấy không tháo cho mình nhé. Thì chúng ta sẽ hiểu là nó đi qua cái điện trở cầu trì 2 ohm này, tương đương 2 ohm này, nó sẽ đi tới đây và nó sẽ đi vào một cái cuộn hạ áp đấy các bạn nhé. Thì như vậy là con nào được kích thì con ấy sẽ được mở, thì tương đương các bạn nhé. Thì nó sẽ mạnh nhất là cái con số 1 này, này. Con Q1 này, con S1 này này. Là tương đương với con này mình vẽ này. Thì khi đó ấy, khi con Q1 này mở thì tương đương với một cái dây N vào này. Đây dây N vào này, nó sẽ thông sang chân T2 và nó đi qua con điện trở 2 ohm ấy. Thì nó sẽ đi thẳng đến cuộn dây luôn ấy, à đến thẳng đến motor luôn ấy. Đây này. Từ T1 này sang T2 này, đi qua điện trở 2 ohm và đi thẳng xuống cho quạt luôn, và quạt chạy mạnh nhất bởi vì là cái phần này bị bỏ các bạn nhé, cái phần cuộn dây này. Thì đây đầu tiên là điện AC vào là nó hai cái đầu này nhá. Thì thường ấy, tất cả cái quạt điều khiển để mà kích được chiếc ấy, để cái tạo cái dòng chảy từ T1 sang T2 sang G này để kích mở T1 T2 của chiếc ấy, thì thường là nó sẽ tính là tạo một cái nguồn 5V trên chính một dây AC vào nhé. Như trên cái mạch này các bạn này, thì là nguồn 5V dương 5V qua phần điều khiển ấy, nó nằm trên chính cái dây này luôn. Thì chúng ta sẽ để ý này, mình dò cho các bạn nhé. Các bạn thấy không, nó đến chân của con tụ lọc. Đây chính là con tụ lọc nguồn 5V nhé. Chân bên trong là chân dương mà. Thì đấy, nó cũng y như đây. Mình vẽ đây này. Thì mình sẽ vẽ viện, mình sẽ dò con trên trước nhé, là dây com trước nhé. Thì dây com này này, nó sẽ đi qua con tụ hạn, là con tụ 1 mi ấy, 275V DC này, 275V AC này, con tụ 1 mi này. Con tụ này chính là con tụ hạ áp nhá. Và song song với nó có một con điện trở 220K, mục đích chỉ là khi rút điện ấy, thì là con tụ này nó tích trên hai bản cực có điện mà. Thì là con điện trở này sẽ xả điện để an toàn thôi nhá. Đây con điện trở này. Lên trên mạch này mà bỏ con điện trở này đi nó vẫn chạy, có cái là khi rút điện ra là nó tích điện, chúng ta sờ không cẩn thận là sẽ bị giật. Thì là điện áp từ dây com này. Cái mạch này thì mạch mình vẽ ngày xưa thì nó có con là quận L2, nhưng trên cái mạch thông dụng của VW này nó sẽ không có đâu. Như con này nó cũng không có quận L2 đâu nhá. Nó đi sang đây nhá. Thì tại đây ấy, nó sẽ có hai con diode này này. Thì nó sẽ có một con D2 để chỉnh lưu lấy xung chỉnh để chạy sang bên dương 5V nhá. Để mình để sẽ dò con đây trước nhá. Từ đây đúng không? Từ tụ đây này, đi sang đây rồi này, sẽ có một con điện con diode chạy sang phần dương. Mình vừa bảo đây là dương mà, đây dương của tụ mà, thì đây chính là con diode đấy này. Thì tương đương nó sẽ có một con diode D1 nữa chỉnh đối tiếp qua một con điện trở 47V này này. Thì chúng ta để ý nhá, từ đây này đi sang đây này, sau đi qua con diode để về cái chân của tụ mà. Đây con diode nữa này, mà trong sơ đồ nó chính là D1 mà mình vẽ chuẩn luôn này. Đúng là D1 luôn, là 47 ohm này. Sau đó là nó sẽ có một con DZ
để ghim nữa con đấy, điện áp đầu ra trên cho con này nó phụ thuộc con DZ này nhé. Có mạch thì nó chạy con 5,6V nhưng có mạch thường là khoảng 5,1V. Nhưng trên trên này thì mình chưa rõ là con bao nhiêu vôn bởi vì nó không ghi mà nó có mã. Thì đây chính là con DZ để ghim điện áp đầu ra nhé. Thì tương đương với con DZ này các bạn này. Mình sẽ ngược lại này. Từ đây này, đây là dương nhé. Từ dương đây là dương này. Nó sẽ ghim sang mát. Đây chính là mát các bạn nhé. Mát đây chính là âm của tụ này. Là mát của nó nhé. Nếu như vậy là trên hai đầu con tụ này tương đương với con tụ lọc này này các bạn này. Nó sẽ có một cái điện áp bằng điện áp của con DZ này ghim nhé. Mình cứ giả sử như trên sơ đồ nó là 5,1V đi. Với chiều dương bên trong và âm bên ngoài các bạn nhé. Tất nhiên nó sẽ có một con tụ 104 dập nhiễu đó, nó giống trong sơ đồ của mình này. Bởi trước mình cũng vẽ trên cái một cái mạch quạt Vilawin mà. Mạch quạt trần này. Thì như vậy là dương ở đây nhá. Nó sẽ đi này các bạn này, đây là dương này. Nó sẽ đi theo đường này. Và đi tới đây chính là chân VCC của ICV xử lý đấy. Nó có một con tụ 104 dập nhiễu nữa. Và nguồn dương của nó nữa ấy, các bạn này, nó sẽ đi theo cái đường này. Nó đi tới đây. Và nó đi qua con điện trở, một con điện trở là 47 ôm đầu chân dương ấy, qua con điện trở 47 ôm đi tới đây và được lọc bởi một con tụ này. Con tụ mình cũng rắc 10 mi thôi, thì nó sẽ cấp vào chân VCC cho con mắt nhận này các bạn này. Thì tương đương với mắt nhận nó có ba chân mà, đây thì là đây là mát đấy, mát ra này. Thì tương đương đây mát nhá, nó cũng chân này cũng là chân đối diện, đây cũng là chân mát của ICV xử lý, GLD của vi xử lý, VCC của vi xử lý. Thì đây chính là chân IR ra nhá, tức là mắt sau khi nhận tín hiệu điều khiển này nó sẽ có cái xung phát ở xung ra ở chân IR này. Nó sẽ đi tới một chân của vi xử lý để vi xử lý đấy, nhận này. Đây chính là chân của vi xử lý này. Chân mắt nhận IR ấy. Và đặc biệt tiếp tục này, cái nguồn dương 5V khá quan trọng nữa ấy, nó sẽ cấp như thế này này, nó chính là dương 5V đây nhá. Nó đi theo cái đường này. Nó sẽ đi tới các chân T1 của 5 con chiác các bạn nhé. Dương 5V này này. Nó sẽ đi tới 5 cái chân T1 của các con chiác này. Để khi mà vi xử lý kích con nào mở ấy, thì tức là cái chân G của nó ấy, đi theo cái đường này này. Nó đi vào chân, đây nha, mình sẽ dò một con thôi cho các bạn nhé. Đây là chân G nhé. Của một con chiác Q5 đi, tức là Q5 này đi nhé. Chân G của nó này. Nó đi vào đây, nó sẽ đi qua một con điện trở như trên sơ đồ nó là 470 ohm nhá. Thì đây đúng là 470 ohm này các bạn này, nó có những con điện trở này này. Nó sẽ đi vào chân này của con MSU. Thì chân này tương đương với chân điều khiển lệnh số quyền lệnh quạt chạy số 5 đấy, chúng ta ấn số 5 này. Thì là cái chân này sẽ được dập mát các bạn nhé. Cái chân này của vi xử lý này sẽ được lối mát. Tương đương với nó chính là cái chân 14 này này. Nó được lối với mát, nối với GLD này này. Thì tương đương với là từ dương 5V tại T1 này sẽ có dòng chảy từ dương 5V này qua G này, qua hạn giờ hạn 47 ohm này vào chân 14 này, về GLD tức là về chân 11 để về mát mát của 5V này. Thì cái dòng chảy của 5V đấy nó sẽ kích hoạt được con chiếc thẩm mở thông hai chiều T1 T2 với nhau để cho cái dòng chảy 220 nó sẽ cấp vào cho động cơ để động cơ chạy. Đó chính là cái nguyên lý của các quạt điều khiển, nó đều như vậy nhá. Thì ở đây nó không có đèn led đèn nhiếc gì cả để hiển thị cho chúng ta số mấy kể cả, nó chỉ có một cái loa thôi để khi chúng ta bấm tắt này hoặc là bấm các số thì là cái loa nó kêu để cho người sử dụng biết được là đã bấm được hay chưa, bo đã nhận được lệnh hay chưa các bạn nhé. Thì cái nguồn cái con loa này thì một chân nó ăn đủ nguồn điện áp dương luôn này các bạn này, dương 5V này, sau đó là đầu ra của nó này sẽ đi tới chân của một con chân của vi xử lý. Thì cái chân này nó sẽ cứ đóng khi chúng ta ấn ấy, thì cái chân này nó sẽ bị ghim về GND, nó cứ ghim về GND rồi lại nhả, thì dẫn tới là loa kêu tít 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 cho chúng ta biết được đấy các bạn ạ. Như vậy là mình đã dò cho các bạn được một cái mạch tất cả những cái linh kiện trên cái một cái mạch quạt trần Vinowin nhé. Thì cái mạch quạt trần Vinowin này thì mình thấy hay hỏng hay 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 hỏng ở hai hai phần như này này. Thứ nhất là phần nguồn hạ áp, cái nguồn hạ áp này cũng mình thấy cũng hay hay hỏng này. Thì cụ thể là chính là con tụ 105 hạ áp này nó hay bị giảm trị số các bạn ạ, hoặc là do bị sốc áp thì nó chết chẳng hạn, nó chết con DZ này, tức là điện áp đầu vào có sự đột biến ấy, nó chết chập con DZ này thì cũng mất nguồn ra thì coi như là cũng im nhé, nó cũng na lá y như cái
quạt treo tường của Villawin cũng thế. Đây là một cái bo mạch quạt treo treo tường này. Cái tụ này cũng rất là hay hỏng, hay giảm chỉ số. Khi nó giảm chỉ số ấy thì dẫn tới là cái nguồn 5V nó sẽ không đủ dòng, cái nguồn 5V ra cấp cho bo mạch chạy ấy, không đủ. Cho nên chúng ta cứ bấm ấy, có thể là nó chạy nhưng mà sau đó nó lại tự tắt bởi vì nó không duy trì được mà. Tức là bấm cái nó có nhận được lệnh cái, quạt quay được cái nhưng mà sau đó là nó sinh ra cái dòng kích chiác thì là cái tải của 5V nó lớn mà. Thì nó không chịu được, nó lại tắt chờ. Nên chúng ta cứ bấm chạy cái này ngắt các bạn nhé. Đấy là cái phần nguồn nó bị yếu cái tụ này, nó sẽ bị như thế. Còn nếu mà bị sốc áp mà chết chập con DZ này thì coi như là tịt luôn, không có gì cả. Chúng ta tháo ra chúng ta đo hai chiều con DZ này mà chập với nhau để chúng ta biết được lỗi luôn nhé. Còn về cái ban trên cái mạch này thì mình sẽ hướng dẫn mọi người sửa theo như như này nhé. Như cái video trước mình nói, chúng ta sẽ cấp nguồn AC 220 vào đây. Sau đó chúng ta lấy một cái bóng đèn, chúng ta giả sử lấy một cái bóng đèn làm tải đi. Mình sẽ lấy một cái bóng đèn này làm tải này. Thì vì là bóng đèn nó có 2 dây thì mình sẽ cấp trực tiếp vào 1 dây vào, thì tương đương với cái bóng đèn chính là mình đấu ở hai trên hai cái đầu này nhá. Thì là một đầu bóng đèn mình sẽ đấu vào cái dây dây com là dây nờ rồi. Thì tương đương với mình sẽ để mình sẽ chấm đầu ra, cái đầu ra của con chiác nó có 5 đầu ra của con 5 con chiác mà. Mình cứ thử chấm đầu ra xem khi chúng ta chưa bấm lệnh ấy, thì xem con chiác nào bị giò, xem con nào nó thiệt bóng nó sẽ sáng các bạn nhé. Với cái mạch này nó bị nhiễm sét, nó đang bị bật điện lên quạt lên cái cắm cấp điện vào cho quạt cái là nó tự chạy luôn mặc dù chúng ta chưa chưa bật gì mà. Thì mình đang nghi ngờ là do chiác nó bị giò, đây chúng ta sẽ xem là nó giò con nào nhé. Mình chưa biết đâu, bây giờ mình cấp điện mình thử này. Đây là dây com nhá. Tương đương là một dây AC vào đấy, tương đương với dây này này. Là mình sẽ cấp vào một đầu bóng đèn rồi nhá. Là chính là cái dây N này rồi này. Thì bây giờ có 5 con chiác này, cứ con nào mở thì là tương đương với một đầu của bóng đèn nữa được cấp điện của cái dây L cao này nhá, thì là nó sẽ chạy nhá. Nó sẽ sáng nhá. Thì đây nó có 5 đầu ra đây, 1 2 3 4 5 tương đương với này, 1 2 3 4 5. Các bạn tưởng tượng ở đây nó có 3 con chiác y như thế này nữa nhá, nhưng mình không vẽ thôi. Bây giờ mình sẽ cấp thử nhá, xem bóng mà sáng thì mình sẽ biết được ngay nhá. Mình sẽ xem bóng nào sáng là mình biết được nó chết hay sống nhá. Mình cấp điện, cắm điện này. Và mình thử bật tắt cái để xem mạch nó chạy được không đã. Đấy. Nó đã chạy nhá, mình đang ấn tắt rồi nhá. Bây giờ mình sẽ thử xem con chiếc là giò không nhá. Chiếc này là chiếc số 5 này thì rất là ít giò luôn này. Thì mình thử bật số 5 xem nó có sáng không nhá các bạn nhá. Mình bật số 5 này, mình đang chập vào số 5 rồi. Mình bật này, số 5 này. Không sáng các bạn ạ. Như vậy là khả năng đây là số 1 rồi. Mình thử lại nhá. Mình rút điện ra mình xem đâu là số 5 đã. Đấy là số 5 đúng rồi mà. Mình xem bóng sáng con đã nhá. Đấy, bóng sáng ok, mình đang cấp trực tiếp 220 vào mà. Số 5 không sáng này. Số 5 này, tắt này, bật này, số 5 không sáng nhá. Như vậy là số 5 có vấn đề à? Số 4 đi xem nào. Cũng không sáng các bạn ạ. À đấy, số 4 sáng các bạn thấy không? Mình đang bật số 4 mà. Như vậy là số 4 ok này. Số 3 này nào. Mình đặt đây là số 3 nhá, mình chuyển số 3 này. Mình vừa bật số 3 rồi đấy. Đấy, số 3 tốt. Số 2 này. Số 2 ok. Mình bật số 1 nào. À, con này bị giò số 1 các bạn ạ. Mình chưa bật nó đã giò sáng rồi kìa. Đây là mình bật số 1 này. Số 1 không gì luôn, số 1 mình tắt nhé các bạn nhé. Mình đang tắt rồi này. Mình tắt hết rồi đấy. Thì không có bóng cái nào giò cả, nhưng riêng số 1 đã bị sáng rồi các bạn thấy không? Như vậy là con này bị giò chiếc số 1. Và khả năng con số 5 này cũng đang chết này, nó không mở các bạn này. Chiếc số 5 còn còn chết hay là mất lệnh thì mình không không rõ nhưng mà nó không mở được các bạn này. Như vậy là con này đang bị giò chiếc của số 1 nhé các bạn nhé. Đây, mình đang ở chế độ tắt mà số 1 nó có ánh sáng điện sáng này. Như vậy là chúng ta đã khoanh vùng được là con chiếc số 1 là bị giò và thực tế là số 1 luôn bị giò khi bị nhiễm sét hoặc miễn điện áp cao luôn bởi vì như này này. Số 1 là số tốc độ cao nhất.
tốc độ cao nhất thì khi đó thì nó không đi hạn qua các quật cảm này, dẫn tới là khi mà điện áp đổ vào mà có nhiễm sét ấy, nó đưa vào nó sẽ sốc làm cho T1 T2 tạo dòng dò luôn các bạn nhé. Thì khi nó bị tạo dòng dò ấy, thì là lúc nào quận motor cũng được cấp điện, dẫn tới là nó cứ chạy lờ đờ. Tất nhiên nó cấp điện không không đạt đủ 220, nó bởi vì nó chỉ là dò dòng dò T1 T2 mà, dẫn tới là cuộn dây lúc nào cũng được cấp điện và nó quậy bật, chúng ta cấp điện cho quạt cái là nó sẽ chạy luôn, chúng ta chưa bật số nào mà nó đã chạy luôn rồi, và nó cứ chạy lờ đờ các bạn nhé. Nó phụ thuộc vào là dòng dò lớn hay mạnh thì là dẫn tới là quạt chạy khỏe hay yếu các bạn nhé. Như vậy là qua cách kiểm test như này chúng ta sẽ tìm được ban lỗi nhé trên các con chiếc khi bị dò nhé. Còn video thì quá là dài rồi, video sẽ kết thúc ở đây. Chào các bạn nhé.